tạo kênh mới trên Telegram đơn giản nhất, Telegram là một trong những trình nhắn tin phổ biến và được nhiều người lựa chọn và sử dụng hiện nay. Không chỉ vì nó có rất nhiều tính năng nổi bật và độ bảo mật cao mà còn vì Telegram còn cho phép người dùng tạo kênh cho riêng mình. Hãy cùng bài viết hôm nay tìm hiểu về vấn đề này nhé. Vậy kênh Telegram là gì? Kênh Telegram là nơi tập hợp các thành viên như chủ kênh, quản trị viên và các thành viên tham gia vào kênh. Kênh Telegram là nơi cho phép đăng tải thông tin như hình ảnh, văn bản, video và chỉ có chủ kênh hoặc quản trị viên có thể làm điều này. Kênh Telegram còn là nơi tập hợp những con người có chung mục đích hay chung một niềm đam mê. Cũng là nơi mà các tác giả thể hiện được khả năng của mình và giới thiệu nó đến với mọi người xung quanh và qua đó có thể đánh giá và thể hiện sự thích thú với các tác phẩm. Cách để tạo kênh trên Telegram là như thế nào? Một hướng dẫn tạo kênh nhanh để tạo một kênh Telegram là cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần làm theo các bước sau. C đầu tiên bạn cần mở Telegram lên dấu lớn chọn vào biểu tượng cây bút ở phía góc phải cuối cùng dấu lớn chọn vào new channel và chọn tên ảnh đại diện cho kênh dấu lớn chọn dấu tích ở phía góc phải trên cùng dấu lớn chọn loại kênh mà bạn muốn hướng đến tại mục channel tai dấu lớn tạo link truy cập tại permanent link dấu lớn tiếp tục nhấn vào dấu tích ở tên cùng và chọn các tài khoản mà bạn muốn. Thêm vào dấu lớn cuối cùng là chọn vào dấu mũi tên ở góc phải dưới cùng. 2. Hướng dẫn tạo kênh chi tiết bước 1 mở Telegram lên và chọn vào biểu tượng cây bút ở phía dưới cùng bên phải. Bước 2. Chọn vào New Channel. Bước 3. Nhập tên và chọn ảnh đại diện bạn muốn và nhấn vào dấu tích trên cùng. Bước 4. Chọn kênh công khai hay là riêng tư tại mục Channel tai và tạo link để truy cập ở mục Permanent Link. Bước 5. Chọn các tài khoản mà bạn muốn thêm vào kênh và chọn dấu tích và thế là bạn đã có một kênh cho riêng mình rồi. Kết luận tạo một kênh cho riêng mình thật là dễ phải không nào? Hãy làm theo các bước như bài viết là bạn đã có một kênh rồi, còn trần chờ gì nữa mà không bắt tay vào thực hiện ngay đi nào, biết đâu sau này rất nhiều người sẽ biết đến kênh của bạn đấy kênh cũng đã có rồi nhưng để kênh của bạn phát triển lớn hơn nữa thì bạn nhất định phải truy cập vào Tool Marketing Pro để tham khảo các mẹo hay hay các dịch vụ bổ sung về Telegram nhé. Tool Marketing Pro chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, ASO chất lượng cao, dịch vụ Facebook, dịch vụ Instagram, dịch vụ TikTok, dịch vụ Telegram, dịch vụ Twitter, dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, Google, Twitter, dịch vụ làm website giá rẻ. Liên hệ ngay website Tool Marketing pro hotline 0877496688 để được tư vấn miễn phí.